Em nhìn được à? Ủa, nãy giờ tại các bạn dịch nhiều rồi mà sao không để ý sao? Các bạn dịch nhiều mà. À nhưng mà không để ý, không các bạn phải theo dõi nha. Các bạn mà cứ để cái nick đó đi đâu là không được với tôi đó nha. Phải ngồi chăm ngồi chăm chú theo dõi, nếu mà không dịch được thì thôi, mời thầy khác. À, lần sau thầy nhớ học tốt nha, thầy nghiêm tề nha. Vâng. Bạn yếu à? Bạn yếu à? Quý vị như học là nhớ theo dõi cái lớp học, nghe đọc mà đọc theo nè, và nghe các bạn dịch. Rồi phải không? Nghe thầy giáo thọ đọc và dịch, chúng ta theo dõi. Chứ vị mà học mà không theo dõi, quý vị không hiểu đâu ạ. À, quý vị đừng tự học online rồi để cái nick đó rồi tắt cam đi đâu nó không được nha. Rồi mời thầy khác đây. Mời thầy Thành Nguyễn. Thầy Thành Nguyễn ạ. À, nãy thầy Thiên Đàng dịch tốt đó. Rồi mời thầy Thành Nguyễn đâu rồi? Are you there? Brother Thành Nguyễn. Thầy Thành Nguyễn có đó không ạ? À? Không có phải không? Để nít đi đâu rồi đúng không? Mời thầy Minh Thanh. Thầy nói thầy Minh Thanh đọc dịch đồng ba đi nào. Mời thầy Minh Thanh. Rồi. But when Sariputta kept on west requesting him to say most or little according to his ability. Dạ thầy, có nghĩa là ngài Sariputta vẫn tiếp tục thỉnh cầu tôn giả nói ít hoặc là nhiều tùy theo cái khả năng của ngài. The outer a tourist for blind standard skillfully summing up the essence of the Buddha doctrine, the law of defendant causing dependent arising defending as causing and the four noble truths and the four noble truths. Có nghĩa là vị trưởng lão mới nói bốn dòng kệ khéo léo tóm tắt những tinh túy cốt lõi của đạo Phật, đó là lý duyên khởi và tứ hành đế. Us on tin das profess from a call as call receive from a cause that's called the Tarata has explained the plan. And so their cessation third teacher the rest released the great recluse thầy có nghĩa là tất cả các pháp đều bắt nguồn từ một nguyên nhân. Nguyên nhân đó đã được Như Lai giải thích và cả cách đoạn diệt chúng. Như vậy là lời dạy của bậc đạo sư. Rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy Minh Thanh. Rồi, bây giờ chúng ta giả lao 15 phút các bạn nhé. Sau đó ta học tiếp. Các bạn có thể tắt cam, tắt mic. Giả lao 15 phút nhé. Tắt read time 15 minutes.